sát thủ siêu xe ZEK 1 f Z2024 chạy điện hoàn toàn có giá từ 2,5 tỷ đồng. ZEK 1 f Z2024 là chiếc xe đen hiệu năng cao sử dụng động cơ điện tạo ra 1.300 mã lực, xe có điểm nhấn là được trang bị chế độ lái do chính tay Dorico nên điều chỉnh. ZEK 1 f Z2024 mới đã chính thức được vén màn sau hơn, một tháng nhà ảnh ngoại thất và nội thất cũng như trang bị động cơ. Ở lần này, hãng xe Trung Quốc cũng đã công bố thêm nhiều thông tin quan trọng, Cụ thể giá xe ZEK R1F giờ 2024 sẽ bắt đầu từ 769.000 nhân dân tệ, tương đương 2,5 tỷ đồng, mức giá này sẽ không dành cho số đông người chơi. Người muốn mua xe đua ZEK R1F giờ 2024 sẽ phải đặt cọc 30.000 nhân dân tệ, tương đương 98 triệu đồng. Nó sẽ mang lại nhiều lợi ích khi mua xe như giảm tiền mặt, các quà tặng và đặc biệt, những chiếc xe mới sẽ được giao ngay khi ra mắt, với số lượng giới hạn 99 chiếc mỗi tháng, lô xe đầu tiên sẽ do chính tay Dorico nên bàn giao là phiên bản hiệu suất cao nên thiết kế tổng thể của ZK-R1F-R 2024 không có sự điều chỉnh đáng kể so với tiêu chuẩn. Thay vào đó, một số lượng lớn nâng cấp về khí động học và trọng lượng nhẹ đã được thực hiện dựa trên phiên bản thông thường. Nó bao gồm cả cản trước, hông xe, vòm bánh xe và bộ khoách tán phía sau, chắn bùn, cánh lướt gió phía sau và mái nhà đều được làm bằng vật liệu sợi carbon. ZK-R1F-R 2024 còn có hai khe hút gió được mở đặc biệt cho hệ thống phanh giúp tản nhiệt. Hệ thống phanh được trang bị kẹp phanh 4 piston AP Racing 10 piston phía trước và đĩa phanh gốm carbon Brembo. Xe cũng sẽ được trang bị mâm 22 inch rèn hiệu suất nhằm giảm khối lượng dưới bánh. Kích thước lốp trước và sau lần lượt là 265 trên 40 và 295 trên 40. Ngoài ra, ZEK R1F R2024 cũng sẽ được trang bị giảm sóc lò so cuộn kilowatt. Về nội thất, thiết kế tổng thể của ZEK R1F R2024 giống với phiên bản thường vẫn được, trang bị kết hợp màn hình điều khiển trung tâm 15,4 in và bảng đồng hồ LCD 8,8 in, vô lăng có thêm nút bấm chế độ lái ở phía bên trong. Ngoài ra, xe sử dụng rất nhiều da lộn, trang trí bằng chất liệu da và sợi carbon để tăng thêm không khí thể thao. ZEK R1F 2024 còn được trang bị nền tảng điện toán buồng lái thông minh đầu tiên được sản xuất hàng loạt, nâng cao hơn nữa trải nghiệm sử dụng. Bên cạnh đó, đây cũng lần đầu tiên chiếc xe được đưa vào sản xuất hàng loạt là công nghệ liên lạc vệ tinh, có thể thực hiện tin nhắn vệ tinh hai chiều và cuộc gọi thoại vệ tinh. Về sức mạnh, chiếc xe ECA -E 1 f giờ 2024 sẽ được trang bị bộ chuyển động bao gồm 4 động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu xích, hiệu suất cao tự phát triển cho 4 bánh, công suất tối đa của động cơ kép phía trước là 422 mã lực, công suất tối đa của động cơ kép phía sau là 843 mã lực. Hệ thống toàn diện, công suất tối đa của xe đạt mức 1.300 mã lực, và thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km h chỉ là 2,02 giây, nhanh hơn rất nhiều các siêu phẩm Megaka như Bugatti Chiron và Koenigsegg Prezero cùng có 2,5 giây. Ngoài ra, xe cũng sẽ được trang bị hệ thống quản lý nhiệt toàn cầu PTM 2.0, có công suất, tản nhiệt tương đương khoảng 3 mã lực công suất làm mát máy điều hòa gia đình, có thể giúp làm mát hệ thống pin và động cơ khi lái xe khắc nghiệt. Ngoài ra, ZEK R1F giờ 2024 cũng sẽ cung cấp chế độ ép sung, có thể khởi động ở bất kỳ tốc độ nào. Sau khi khởi động, công suất tối đa của xe sẽ tăng thêm 10%. Xe cũng sẽ được trang bị hệ thống điều khiển Vector Moment xoắn ZVC, 4 bánh, có thể giám sát tốc độ của 4 động cơ trong thời gian thực, kiểm soát độc lập công suất Moment xoắn của từng bánh và cải thiện giới hạn vào cua. Cuối cùng, thông qua hệ thống ZVC, ZEK R1F giờ 2024 còn có thể thực hiện các thao tác quay đầu xe tăng và uốn lượn như con rắn mà không cần di chuyển vô lăng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.